Lê Ngọc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân thương của NPR Nationwide Việt Radio phát đi từ thủ đô Washington qua băng tần FM 100.3 HD2 cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co. Và chương trình tiếp theo Lê Ngọc xin mời quý vị thính giả đến đó là chương trình Tình ca chọn lọc với Bích Duyên và Lê Ngọc. Lê Ngọc xin gửi lời chào đến chị Bích Duyên. Bích Duyên xin chào Lê Ngọc và xin kính chào quý thính giả của đài NPR. Hôm nay chúng ta đã đến một chương trình để thân tặng quý vị những bản nhạc tình ca rất là hay. Và để mở đầu chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc bản Tình yêu như vạt nắng của Trúc Hồ và do ca sĩ Ánh Minh, Nina và Gina trình bày. Vâng, và thưa quý vị, chương trình Tình ca chọn lọc với Bích Duyên luôn thường xuyên được sự bảo trợ bởi văn phòng luật sư Frederick J. Day. Và nhạc phẩm mở đầu chị Bích Duyên đã giới thiệu đến cho quý vị như Vạt Nắng. Xin mời quý vị thưởng thức. Người tình như ngọn gió, sóng xa khơi, mịt mùng. Ngạc hồn em chờ mong, hỡi con tim dài hơn. Hãy subscribe
lòng em suốt muôn đời vẫn. Thưa quý vị, chúng ta nghe những bản nhạc dễ thương và một buổi rất là đẹp trời của vùng hoa Thịnh Đốn với những hoa anh đào đã nở, và chúng ta hy vọng rằng tất cả những quý vị ở xa sẽ về để coi hoa anh đào. Và để tiếp nối, sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc bản Trả Nợ Tình Xa của Tuấn Khanh do ca sĩ Lê Quyên và Y Phương trình bày. Xin thân tặng tất cả quý vị đang nghe chương trình và những quý vị ở Florida đã gọi vào. Trả nợ đời, dốc hết tình này ta trả nợ người, trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tin xa, tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau, nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loa vì đợi tin xa, tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau, nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Anh ơi anh em không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này,
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trả Nợ Tình Xa với tiếng hát của Lệ Quyên và Y Phương. Thì Trả Nợ Tình Xa này chắc là Ngọc biết là chị Bích Duyên thiếu nợ nhiều thính giả xa lắm đó. Thành thử ngày hôm nay mà trong cái ngày lễ cuối tuần như vậy, với cái thời tiết quá đẹp, rồi lại mùa hoa anh đào đang nở, có rất là nhiều vị thính giả đã gọi vào và đang có mặt ngay tại thủ đô DC để mà ngắm hoa anh đào. Như vậy thì chị cho biết là chị trả nợ cho thính giả Tít ở Florida, phải không chị? Còn ở đâu nữa? Dạ vâng, có chị Emmy, chị ở Tampa, Florida gọi vào và tôi rất thích chương trình của cô và cô Lệ Ngọc. Bây giờ để chúng ta nghe một bản nhạc Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Và bản nhạc này sẽ do cô Don Ho và Dân Dân trình bày. Bây xin thân tặng cho Hoàng Phượng và Anh Đương, chủ tiệm vàng DuPont ở Eden Center và các bạn ở xa và ở gần, tặng cho bác sĩ Ngô Trọng Thọ và Tuyết Ánh, anh Trinh và chị Tám ở Tây Đức mà Trang ở England này luôn luôn gọi vào, rồi tặng cho chị Lê Tống Mộng Hoa, anh Đinh, anh chị Đinh Hồng Cường, chị Phúc Minh Thơ, Trọng Thanh Mai và Ngọc Bá và các anh chị em ở nhà thờ Thánh Từ Đạo đã đang nghe chương trình. Anh Philip Lee, anh Bùi Thanh Tiên, anh Minh Âu Tô và anh Ngọc Hầu ở New Orleans đã gọi tặng cho tất cả những quý vị đang nghe chương trình hôm nay. Xin mời quý vị nghe Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miệt mài. Mặt môi đây xin em đừng chờ, chiếc hôn kia mong em từng giờ. Ngón tay kia xin chờ hững hờ, dắt anh đi về trong đợi chờ. Bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đếm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua, dù con tim vẫn thiết tha, mộc xưa cũng vơi theo tháng ngày. Hãy cho anh môi hôn nồng nàn, lỡ mà sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta vội vàng. Mới yêu đây nay sao vội vàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời. Bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đếm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghét qua, dù con tim vẫn thiết tha, mong xưa cũng vơi theo tháng ngày. Hãy cho anh môi hôn nồng nàn, lỡ mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai
cho ta vội vàng mới yêu đây, nay sao vội vàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa em về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời. Quý vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, rất là nhẹ nhàng, rất là trữ tình. Và đặc biệt là khi mà chị Bích Duyên nói là thân tặng tất cả những anh chị, mà Lệ Ngọc được biết là các anh chị này đều là từ trung niên, hoặc là có những anh chị có thể trên 70, thì Lệ Ngọc thấy làm lạ là tại sao anh chị Bích Duyên lại gửi cái nhạc phẩm này để mà thương tặng tới các bạn như vậy. Nhưng mà bây giờ sau khi nghe rồi Lệ Ngọc hiểu ra đó chị. Tại vì Lệ Ngọc nhớ người ta thường nói là khi mà các con nó lớn lên thì tất cả những cặp vợ chồng này lại trở lại cái tình yêu thuở đầu, không còn bận bịu nữa. À, đúng như vậy, cho nên nhiều khi có cảm thấy là cái tình yêu có phần mạnh mẽ hơn hồi ban đầu phải không? Cho nên hôm nay Bích Duyên mời quý vị thưởng thức nhạc bản Trái Tim Không Ngủ Yên để thân tặng tất cả quý vị đã cảm thấy là mình đã trở lại cái mùa xuân khi mà mình còn yêu nhau, và chúc cho quý vị hãy yêu nhau như thể là thuở ban đầu. Và như vậy thì nhạc phẩm kế tiếp mà chị Bích Duyên sẽ gửi đến cho quý vị qua giọng ca của nữ ca sĩ Đình Lina và Henry Trúc, Trái Tim Không Ngủ Yên. Xin mời quý vị thưởng thức. Là thật ra anh đang dối mình. Còn em nói sẽ chốt yêu anh rồi, là hình như em đang dối anh. Nếu em nói em vẫn chưa yêu, yeah, yeah, là thật ra em đang dối. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, và hình như anh đang dối em. Oh yeah. Xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn em nói ta muốn quên anh rồi, là trong tim em luôn nhớ ra anh đang dối mình.
còn em nói đã chót yêu anh rồi. Lại như em đang dối anh. Oh, thật ra em mong rất gần, em mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Thưa quý vị, bây giờ cũng xin giới thiệu ca sĩ Dalina là người Mỹ trắng và cô hát tiếng Việt Nam của mình rất là hay và rõ và diễn tả cái bản nhạc này rất là công phu, cho nên lâu rồi Bích Dương cũng không nghe Dalina, không biết cô còn hát hay không, nhưng mà công nhận là cô này có một giọng ca rất là điêu luyện mà cũng diễn tả rất hay. Và bây giờ thì chúng ta lại nghe một bản nhạc này thì nhiều người đã yêu cầu của những người trẻ thôi. Đó là, nhưng mà trước đây khi mình còn trẻ thì mình cũng có một cái cảm xúc của bản nhạc này, đó là bản nhạc Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng. Bản nhạc này của Mai Thanh Sơn đã sáng tác và chính anh đã hát cùng với ca sĩ Thùy Trang. Mời quý vị cùng nghe Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng. Ngăn cách lâu rồi mà sao những kỷ niệm còn vương vương thương nhớ. Ngày xưa má em hồng, ngày em bước theo chồng. Ngày xưa đã xa rồi, cớ sao chưa quên được nhau. Nỗi nhớ như cơn mưa giông, sương mưa trong đêm mênh mông. Thoáng bước chân ai qua sông, làm lòng anh dâng sâu. Có vết thương đau năm xưa, môi rơi trong anh chưa vơi. Trái đắng bừng khoang trên môi, ngày nào em đi lấy chồng. Trăng hé trên đồi, nhìn em khóc em cười. Mùa thương đã dâng đầy vùng trời xa xưa đó. Còn không tiếng em cười, còn không tóc em dài. Còn đây những kỷ niệm chưa nên không bao giờ quên. Nỗi nhớ như cơn mưa giông, sương mơ trong đêm mênh mông. Qua sông làm lòng anh dâng sâu. Có vết thương đau năm xưa, môi môi trong anh chưa vơi. Trái đắng bâng khuâng trên môi, ngày nào em đi lấy chồng.
phần những cái nhạc phẩm mà quý vị vừa mới thưởng thức, thành thử là Lê Ngọc lại nghĩ lại là không biết chúng ta có cần phải dối lòng trong tình yêu không? Để rồi ngày nào em phải đi lấy chồng rồi mới thật sự ngỡ ngàng, phải không chị Bích Duyên? Thưa quý vị, này thì có thể áp dụng cho tất cả những người bạn lớn tuổi hoặc là trẻ cũng vậy. Bởi vì nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, những năm xưa như thế là khi mà như thế cơn mưa giông rồi, rồi cái sự diễn tả của Mai Thanh Sơn thì cái bản nhạc này có thể cho cả những người lớn tuổi và những nhỏ cũng vậy, mà đã có một lần đã bị những cái xúc động như vậy thì Mai Thanh Sơn đã diễn tả rất hay, cho nên đã nhiều người yêu cầu từ lâu rồi, hôm nay Duyên mới phát lên để thân tặng tất cả những quý vị đã có khi nào mà bị người yêu bỏ đi lấy chồng hay không. Và bây giờ thì mời quý vị thưởng thức nhạc bản Bước Tình Hồng, hoặc Quá Cầu Gió Bay do Ánh Minh và Đoàn Phi trình bày. Xin thân tặng tất cả quý vị đang nghe chương trình chiều hôm nay. Này đây bước chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người, này đây có cây xanh còn ý tình, này đây gió mây nghe hồn tăng sinh, này đây cánh hoa xin dần đến người, đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang suối reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân, này hỡi trái tim thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi suối mắt chim rừng ca.
sao mà nhận ra. Thôi hết rồi, tôi chết rồi. Bởi vì anh lúc đó nhát gan, thích em lắm mà giả bộ làm tàn. Giờ đây anh mong được em tha thứ, anh sẽ làm bỏ qua được cái chuyện quá khứ. Hãy cho anh được làm lại từ đầu, anh biết rồi. Yeah, anh nhớ rồi. Yeah. Một, hai, ba, bốn, năm con cùng cha. Vị thính giả vừa mới thưởng thức một nhạc phẩm với lại cái giai điệu rất là vui tươi, phải nói là một liên khúc, đó là Bước Tình Hồng và Qua Cầu Gió Bay. Chị Bích Duyên có thấy trong tình yêu thì có nhiều cái dối quá, dối nhau, dối người yêu với nhau, nhưng mà lần này lại dối cha, dối mẹ. Thì không biết là chị Bích Duyên nghĩ cái dối nào thì nó sẽ được chấp nhận hơn? Nhưng mà cái này đã xảy ra nhiều năm về trước chứ bây giờ chắc không được. Không cần dối nữa hả chị? Không cần dối, nói thật hết. Là tặng nhẫn hay là tặng các thứ là tặng ngay trước mặt cha mẹ không sao hết, bởi vì mình đã trải qua bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà cái bản nhạc rất là hay và ý nghĩa, phải không Lan Ngọc? Vâng, và để thay đổi không khí thì chị Bích Duyên sẽ gửi đến cho quý vị một cái nhạc phẩm nó nhẹ nhàng, nó để cho quý vị có thể lắng động lại thưởng thức với giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Dạ thưa quý vị, trong bản nhạc Như Giọt Sầu Rơi, bản nhạc này của anh Việt Thu, cũng rất là dễ thương, mà cái giai điệu thì cho một mối tình không có trọn vẹn nhưng mà vẫn còn buồn chứ không có nhộn nhịp như cái bản nhạc trước. Mời quý vị cùng nghe. Đông đã chết trên cành xoan già, mùa xuân không hẹn đến như tình chúng mình, tường đã chết trong em, không còn gì đâu anh, không còn gì đâu anh, nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết trên cội mái già. Ngày xưa đã hết, không hẹn cũng về, chỉ vắng đó đau thương. Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em? Ôi, chẳng còn gì. Kỷ niệm ơi, nhắc nhớ chi hoài. Hãy quên đi, hãy quên đi. Trên cội mái già, tình ta cũng sẽ hết, nhưng còn tất cả nỗi nhớ nhớ thương thương. Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em? Cho anh
kỷ niệm nào cho em, nhưng còn tất cả nỗi nhớ nhớ thương thương. Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho thưa quý vị, tất cả những dòng nhạc của anh Việt Thu, dù là anh mất khi anh còn rất trẻ, nhưng mà mình nghe thì rất là xúc động, bởi vì những cái bản dòng An Giang, rồi bản nhạc như Ngọn Sầu Rơi này, cái melody viết rất là hay, mà cách đây 40 năm về trước nhà mình bị thuyền nghe vẫn còn thấy hay. Và bây giờ thì tất cả những cái chuyện tình yêu hoặc là không được yêu thì cũng là có một lần đã tiễn bước sang ngang một người yêu của mình, thì hôm nay mời quý vị thưởng thức nhạc bản Tiễn Bước Sang Ngang do ca sĩ Nguyên Khang trình bày. Biết đến bao giờ gặp lại người em tuổi ấu thơ để đón tin mừng. Từ ngày thương xuân về bên mơ, thì phút giờ đây gặp mùa áo cưới ngàn hoa, quả nghèo chỉ có bài ca tặng nàng trước khi lìa xa. Hết âu thơ rồi, vừa đời mừng em đẹp lứa đôi, gắng sức theo chồng, vợ hiền là trăng rằm sáng soi, hạnh phúc tròn tươi, nào cần đến sông nhàn vui, mà là mái ấm tình đôi, một lòng mến thương nhau hoài. Mái ấm che tình đôi ấm như nắng quê hương đang soi mùa gặt mới, góp sức xây ngày mai đắng vui bằng hôm nay, vui như rượu hồng môi tiếng hát hay quà tặng mừng thân em gặp bên mơ. Nếu có khi nào chẳng lòng con trông về chốn xưa, thì nhớ đừng quên ngày này với những lời ca, cùng trồng gắn bao đời hoa, rồi ngàn ý xuân tràn hòa. Thơ rồi, vừa đời mừng em đẹp lứa đôi, gắng sức theo chồng, vợ hiền là trăng rằm sáng soi, hạnh phúc tròn tươi, đọc cần nếp sống nhàn vui, mà là mái ấm tình đôi, một lòng mến thương nhau hoài. Mái ấm che tình đôi ấm như nắng quê hương đang soi mùa gặt mới, góp sức xây ngày mai gắn vui bằng hôm nay, vui như rượu hồng môi tiếng hát hay quà tặng mừng thương em gặp bên mơ. Nếu có khi nào chạnh lòng con trông về chốn xưa, thì nhớ đừng quên ngày này với những lời ca, cùng trồng gắn bao đời hoa, rồi ngàn ý xuân tràn hòa. Thì chương trình nhạc chọn lọc của Bích Duyên và Lệ Ngọc tới đây chúng tôi xin tạm ngưng và sẽ hẹn lại kỳ sau. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, và mong rằng quý vị sẽ về Washington DC để chúng ta cùng nhìn hoa anh đào. Vâng, kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới.